Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng xe hơi. Ừ, em là Hùng, đại diện bán hàng tại For Hà Nội. Có địa chỉ là 311 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong cái video trước cách đây khoảng 2 3 hôm thôi thì em có đề cập đến mẫu Ford Ranger phiên bản số tự động 1 cầu. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của dòng bán tải tại thị trường Việt Nam. Em có thể khẳng định điều đó. mức giá hợp lý, option đầy đủ và gần như là vượt trội về cái công năng sử dụng. Tuy nhiên thì trong video trước em có đề cập cái mức giá của em nó trong thời điểm tuần qua chúng ta giảm được khoảng từ 10 đến 15 triệu tặng kèm phụ kiện đúng không ạ Tuy nhiên thì khoảng 1 đến 2 ngày tới thôi thì rất có thể cái mẫu xe này chúng ta sẽ co lại một chút khuyến mại khi mức giá bán tại thời điểm đầu tháng 3 chúng ta sẽ dao động vào khoảng 650 chưa có khuyến mại về tiền mặt nhé và tặng kèm thêm một chút phụ kiện ít hơn so với thời điểm trước ờ, để có cái giá sát nhất tại thời điểm quý khách hàng mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em trên hotline đang đính kèm trên video ờ, vì sao chúng ta nên đợi thêm một chút theo cái kinh nghiệm bán hàng và tư vấn của em thì với những khách hàng đang có nhu cầu mua dòng xe này cái giá này thì chúng ta có thể hơi sốc một chút tuy nhiên thì các bác khi xem được video này thì cứ bốc máy alo giúp em alo cho em để em ghi nhận nhu cầu và khi cái mẫu xe này nó lại hạ nhiệt nó lại có cái nguồn cung đầy đủ và chúng ta có thể chờ đợi được thì em có thể đảm bảo là giá luôn tốt nhất thị trường và làm sao để quý khách hàng có thể lựa chọn được cái mẫu xe cũng như là cái số tiền mình bỏ ra nó xứng đáng nhất với cái lựa chọn của mình đó Uh, hiện nay thì uh, 650 650 triệu tức là chúng ta lăn bánh tại thị trường Hà Nội cũng dao động vào khoảng 700 hơn phần trăm một chút rồi. lăn bánh ở tỉnh thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng 695 đến sao uh, bảy triệu. Đúng không ạ? Giá hơi cao đúng không ạ? Ừ, mình chờ thêm một tí đi. Hoặc là alo giúp em thì uh, khi nào có giá hợp lý em sẽ báo lại các bác ngay. Uh, rồi, video nhanh cập nhật về giá thôi, còn xe Ford mà tăng giảm như là Bitcoin hay là đất cát thế này thì chắc các bác cứ like, share, ấn chuông theo dõi để nhận được cái video vào giá mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.